Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Phú Channel. Hiện tại chúng ta đang có mặt trên đường Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, quận Tân Phú. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tường Phú Channel xin kính mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng đi lang thang trên một vài con đường từ quận Tân Phú về bên quận 10, quận 11 quý vị. Và để mở đầu video ngày hôm nay, Tường Phú Channel xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cô chú anh chị và các bạn được nhiều niềm vui, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ chúng ta sẽ đi lang thang trên một vài con đường này. Ngày hôm nay sở dĩ Tường Phú Channel thực hiện cái video clip này là để xem thử không khí Giáng sinh ở tại giáo xứ Tân Phú ngày hôm nay đã chuẩn bị sẵn sàng như thế nào. Tuy nhiên thì lúc nãy Tường Phú có chạy ngang qua giáo xứ Tân Phú, chưa thấy có một ánh đèn lung linh gì cả các bạn. Hình như người ta cũng đang trong quá trình để chuẩn bị các cái trang trí hàng đá cũng như là làm những cái đèn ở bên ngoài hàng rào thôi, nhưng mà chưa thấy có nhộn nhịp cũng như là chưa thấy ánh đèn, có thể là cũng còn hơi sớm. Vì thế Tường Phú Channel sẽ mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi dọc ở trên những tuyến đường từ Tân Phú, chúng ta sẽ đi về bên quận 10, quận 11 để xem thử không khí đường phố buổi tối như thế nào nha các bạn. Như vậy chúng ta sẽ lăn bánh ha. Nhắc đến xóm đạo Tân Phú thì chắc hẳn cô chú anh chị và các bạn cũng đều biết là xóm đạo Tân Phú rất là nhộn nhịp rực rỡ vào hàng năm. Mỗi năm cứ đến dịp Giáng sinh về thì họ đạo xóm đạo Tân Phú rất là nhộn nhịp rực rỡ lung linh ánh đèn. Đây là đường Nguyễn Thái Học các bạn. Tân Phú buổi tối các hàng quán, các đèn lung linh cũng rất là đẹp luôn ha. Hiện tại chúng ta đang có mặt trên đường Nguyễn Thái Học thuộc phường Tân Thành, quận Tân Phú. Sông đạo Tân Phú đây là một trong những sông đạo lớn nhất ở Sài Gòn đó. Phía trước thì có một hang đá rất đẹp, để Tường Phú Channel sẽ quay lại coi cái hang đá. Hang đá này đẹp lắm à. Đi lang thang để nhìn ngắm những cái hang đá nhưng mà không thấy. Năm nay có vẻ không có nhộn nhịp bằng, cho nên là Giáng sinh không có. Đây có cái hang đá đẹp quá nha. Mà thiết kế hang đá đẹp chưa? Mới làm đó, thì cũng đẹp á. Già Noel hang đá. Merry Christmas.
Đây có cái hang đá người ta đang đang làm, đang thiết kế thì cũng đẹp. Rực rỡ lung linh luôn ha. Đẹp quá các bạn. Chỉ có một vài nhà làm hang đá thôi, chứ còn ở xóm đạo Tân Phú năm nay hay là vẫn còn sớm nên là chưa thấy trang trí Giáng sinh nhiều. Đang đi vòng vòng mà chưa thấy nhiều các bạn. Có đoạn đường này cũng đẹp nè. Đoạn đường này một đoạn ngắn thôi, trên đường Thẩm Mỹ này. Người ta có trang trí một đoạn nhìn cũng sáng cũng đẹp. Tại vì từ Vũ Channel nhớ mọi năm mà xóm đạo Tân Phú thì phải nói là rực rỡ nhất ở Sài Gòn đó. Một trong hai xóm đạo Tân Phú với lại Phạm Thế Hiển quận 8 thì nhộn nhịp và đẹp nhất ở Sài Gòn. Tuy nhiên ngày hôm nay Tường Vũ Channel đi vòng vòng mấy con đường mà chưa thấy đẹp lắm để ghi lại và chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị và các bạn được xem. Thôi chúng ta sẽ di chuyển trên các tuyến đường để đi về bên quận 10 đi các bạn ha. Đây người ta dân điện với lại các ngôi sao ha. Còn hang đá thì không thấy có nhiều hang đá. Chúng ta để trái vào đường Độc Lập ha. Thấy có một đoạn đường đó với lại một vài cái hang đá thôi quý vị, cho nên cũng không có ghi lại được nhiều để chia sẻ đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn. Thôi chúng ta chờ thêm một vài phút. Hiện tại chúng ta đang lưu thông trên đường Lũy Bán Bích thuộc quận Tân Phú nha các bạn. Như vậy là tính ra Giáng sinh năm nay sẽ chậm hơn là mọi năm, bởi vì do ảnh hưởng của dịch Covid cho nên là Giáng sinh đôi khi sự chuẩn bị nó không có được nhộn nhịp, cũng không có được rộn ràng và lớn rực rỡ như hàng năm. Tuy nhiên thì cũng có một chút gì đó về không khí Giáng sinh, một chút gì đó về hang đá rồi ánh đèn lấp lánh, cũng gợi nhớ cho chúng ta về đêm Noel tháng 12, tháng rất đẹp, tháng cuối năm, tiết trời vào tháng 12 thì cũng thường xuyên nhiệt độ giảm xuống thấp. Rạng sáng thì có những luồng không khí lạnh cũng hơi se se ùa về. Dịch bệnh tại Sài Gòn của chúng ta thì tính trong vòng 24 giờ qua thì cũng gần 1.500 ca nhiễm mới các bạn. Và theo như Sở Y tế thành phố cũng như là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC cũng có thông báo là hiện tại số ca F0
ở tại Sài Gòn rất cao, đang báo động từ nay cho đến cuối năm, từ nay cho đến hết tháng 12 này. Theo như con số thống kê F0 hiện tại là gần 90.000 90.000 F0. Trong khi đó ngành y tế thì chỉ đáp ứng dự tính khoảng 120.000 F0 có thể điều trị. Như vậy là Sài Gòn cũng đang tiến đến cái mức gần đến cái mức báo động rồi. Khi mà số ca nhiễm mới mà vượt đến cái mốc 120.000 ca thì không biết như thế nào đây. Đây là ngã tư đường Lũy Bán Bích và đường Thoại Ngọc Hầu. Từ Vũ Trên Hồ sẽ rẽ tay trái vào Thoại Ngọc Hầu đi. Không biết là khi từ nay đến cuối năm mà nếu như số ca nhiễm mới mà không giảm mà nó vẫn tăng lên thì quả thật là một gánh nặng đối với ngành y tế. Cho nên nhiều bệnh viện, nhiều trung tâm dã chiến cũng đang phải tăng thêm số lượng giường, tăng thêm số lượng giường nằm ở bên ngoài đó. Trên màn ảnh của cô chú anh chị và các bạn là đường Thoại Ngọc Hầu thuộc quận Tân Phú ha. Hôm nay tôi Channel muốn ghi lại cái hình ảnh bên xóm đảo Tân Phú để xem thử có không khí hay chưa. Tuy nhiên thì hiện tại thì chưa, chỉ có một vài hang đá bê lem lúc nãy trên màn ảnh của cô chú anh chị và các bạn thấy thôi. Cho nên trên đường đi thì thôi, chúng ta cũng cùng nhau ngắm nhìn phố phường về đêm, Sài Gòn về đêm. Sài Gòn về đêm thì có những ánh đèn nó cũng rực rỡ, hàng quán thì cũng buôn bán tấp nập, khách thì không đông nhưng mà hàng quán cũng đều buôn bán tấp nập. Chủ yếu là hiện nay người ta mua mang về là nhiều các bạn. Quận Tân Phú thì hồi xưa là tách ra từ quận Tân Bình. Tân Phú ngày nay cũng phát triển nhiều lắm, dân cư sống mật độ rất là dày đặc, đông. Mình sẽ đi thẳng con đường này ra ngã tư Âu Cơ, sau đó mình di chuyển về đường Âu Cơ nha quý vị. Đây là ngã ba kênh Tân Hóa và Thoại Ngọc Hầu. Quận Tân Phú này thì cũng có rất nhiều các quán nhậu, quán nhậu bình dân thôi. Đây là ngã tư đường Âu Cơ và Thoại Ngọc Hầu. Mình sẽ rẽ tay phải vào đường Âu Cơ nha các bạn. Đường Âu Cơ ngay màn ảnh của cô chú anh chị và các bạn bên phía tay trái là thuộc quận Tân Bình. Còn bên phía tay phải màn ảnh là quận Tân Phú. Đây là ngã tư đường Đồng Đen, Âu Cơ và kênh Tân Hóa.
đường Tân Phú này mật độ xe cộ chạy rất là nhiều luôn. Vào giờ cao điểm thì con đường này phải nói là một nỗi ám ảnh. 16 giờ 30 phút buổi chiều hoặc là buổi sáng thì con đường này đông lắm. Bên phía tay phải màn ảnh của các bạn là bệnh viện Tân Phú này. Bệnh viện Tân Phú hiện nay cũng điều trị Covid rất là nhiều luôn á. Phía trước màn ảnh của cô chú anh chị và các bạn là câu lạc bộ Vinlux rất là lớn trên đường Âu Cơ ha. Các số ca nhiễm mới hôm trước tại Sài Gòn xuống từ 8-900 ca, nhưng mà sau này lại tiếp tục tăng lên 1.400, 1.700, và trong 2 ngày gần đây thì con số này cũng nằm trên mức 1.000 ca. Trong khi đó thì biến chủng mới Omicron cũng rất là nguy hiểm. Nó đã lây lan nhiều ca nhiễm mới được phát hiện trên toàn thế giới, đặc biệt là các cái tỉnh đặc biệt là ở tại một số nước khu vực Đông Nam Á cũng đang có rồi, đang có ca nhiễm siêu biến chủng Omicron. Con đường Tân Phú này, hai bên phải bên trái mà ảnh của cô chú anh chị và các bạn, rất nhiều hàng quán được bán đêm ở đây, như là cơm tấm rồi hủ tiếu, mì gói rồi cơm tấm hủ tiếu rồi nhiều cái quán ốc nhỏ nhỏ hai bên đường, cơm gà xôi mỡ. Đường Âu Cơ này nó rất là dài nha các bạn, từ vòng xoay Lê Đại Hành cho đến ngã ba Bà Quẹo luôn, rất là dài. Lâu lâu chúng ta đi dạo trên những con đường thuộc quận Tân Phú này, thấy nó cũng có nhiều cái khía cạnh của cuộc sống, đặc biệt là vào đêm thì rất là nhiều dịch vụ, nhiều chiếc xe đẩy bán những cái món như là hộp thịt lộn rồi mì xào giòn, đủ món luôn. Đây có bán bún cá cũng ngon nè, rồi mì Hoành Thánh, hủ tiếu Nam Vang.
Phía trước màn ảnh của các bạn là nhà thiếu nhi quận Tân Bình, nằm trên đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình. Ở đây có cà phê Highland Coffee, một thương hiệu cà phê mà thu hút rất là nhiều bạn trẻ, thu hút những người kinh doanh, những bạn trẻ đến đây để uống cà phê cũng như làm việc. Đây là ngã tư Lạc Long Quân và đường Âu Cơ. Lạc Long Quân này chúng ta rẽ bên tay trái là về bên hướng của bệnh viện Thống Nhất á, còn rẽ tay phải về hướng bên Đầm Sen. Đó, cô chú anh chị và các bạn thấy ở trên màn ảnh đó, xe cộ đông chưa, bây giờ cũng mới có 19 giờ thôi, 7 giờ tối. Con đường này để mà chúng ta qua đường là cũng khó lắm đó, chứ không phải dễ đó. Nếu mà giờ cao điểm là con đường này rất là khó để mà chúng ta sang đường, mật độ xe rất là đông. Vũ Channel cũng gửi lời cảm ơn những cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm cũng như là ủng hộ kênh YouTube từ Vũ Channel. Những cô chú anh chị và các bạn nào chưa đăng ký ủng hộ kênh thì vui lòng cho từ Vũ Channel một subscribe nha cô bác anh chị. Đôi khi chúng ta đi nhìn ngắm những con đường này, chúng ta thấy nó cũng có điều gì đó hay hay. Nói chung thì mình đi nhiều thì mình cũng biết nhiều, mình đi nhiều con đường thì mình cũng thấy mỗi nơi nó có một cái điều đặc biệt, có một cái điều riêng biệt, cái đó cũng tùy vào cảm nhận của mỗi người chúng ta. Có những bạn thì lại không thích nhìn ngắm phố xá, hay là không thích nhìn những ngôi nhà, không thích nhìn xe cộ chạy ngoài đường. Nhưng ngược lại thì cũng có những cô chú anh chị lại thích nhìn những đường phố ngày xưa và ngày nay nó thay đổi như thế nào, ban ngày như là ban đêm. Đây là vòng xoay Lê Đại Hành các bạn. Rẽ tay phải thì vào đường Bình Thới, còn đi thẳng luôn về Lê Đại Hành. Còn rẽ bên tay trái là vào bên Nguyễn Thị Nhỏ. Giờ mình sẽ rẽ tay trái ha, để vào đường Nguyễn Thị Nhỏ về cư xá Lữ Gia.
Bây giờ chúng ta chỉ mong rằng làm sao dịch bệnh mỗi ngày kiểm soát được tốt hơn, để cuối năm mọi người cũng thuận lợi trong công việc, để đón Tết cũng như là đi về quê đã thuận lợi. Chứ bây giờ mà để chuẩn bị để về quê thì phương tiện xe cộ, giao thông, rồi cách ly ở nhiều cái vùng có dịch và cấp độ như thế nào, nó cũng phụ thuộc rất là nhiều yếu tố và nó ảnh hưởng đến cái việc mà mọi người chuẩn bị có những kế hoạch cuối năm, rồi kế hoạch đi về quê ăn Tết như thế nào. Rất là nhiều phụ thuộc vào kiểm soát của dịch bệnh. Đây là cư xá Lữ Gia, đường Lữ Gia. Con đường này cũng rất là đông đúc, nhộn nhịp về các quán nhậu hàng đêm. Tuy nhiên thì ảnh hưởng của dịch bệnh này cho nên nhiều quán nhậu ở đường Lữ Gia này cũng đã ngưng hoạt động rất nhiều. Mình đi mình thấy chỉ còn một vài quán thôi, chứ còn trước đây là nguyên con đường này là quán nhậu rất là nhộn nhịp luôn á. Phía trái có một vài cái quán nhậu thôi. Bên phía tay phải màn ảnh của các bạn là nhà thi đấu Phú Thọ, hay là gọi là trường đua Phú Thọ. Phía trước màn ảnh của các bạn là có mấy cái quán nhậu nè. Mỗi năm càng cuối năm thì quán nhậu càng đông. Trước màn ảnh của các bạn là ngã tư đường Lý Thường Kiệt và đường Lữ Gia, đường Tô Hiến Thành. Lý Thường Kiệt nếu mà chúng ta rẽ tay phải thì về bên ngã tư đường 3 tháng 2 các bạn. Còn rẽ tay trái đi ngược về bên chợ Tân Bình. Bên tay phải này có cái bệnh viện Trưng Vương nè. Trung tâm cấp cứu 115, hay còn gọi là trung tâm cấp cứu Trưng Vương. Còn bên tay trái là Đại học Bách Khoa Sài Gòn.
Con đường Tô Hiến Thành này là chuyên bán về các cái dụng cụ nội thất, các cái đồ nội thất nhà cửa các bạn. Ví dụ như là labo, rồi bồn cầu, rồi các cái vòi sen, đá, gạch men, bàn ghế. Nói chung là tất cả nội thất liên quan đến trang trí ở trong nhà. Thì chúng ta có thể đến đường Tô Hiến Thành này, có rất là nhiều thương hiệu nổi tiếng, đa số là những hàng cao cấp nhiều, các cái bồn nước rửa chén, rồi các cái labo, các cái vòi sen, máy nóng lạnh nữa. Trước mặt của các bạn là ngã tư đường Thành Thái, đường Tô Hiến Thành. Chúng ta sẽ rẽ tay phải để vào đường Thành Thái đấy. Đường Thành Thái này có bệnh viện 115, viện tim thành phố. Đường Thành Thái quận 10 này cũng là nơi bán rất là nhiều dụng cụ y tế liên quan tới y tế. Dụng cụ y khoa. Chúng ta muốn mua các dụng cụ về y khoa y tế thì cứ đến đường Thành Thái quận 10. Đường Thành Thái là nếu chúng ta đi thẳng qua bên ngã tư của đường 3 tháng 2 thì sẽ là phố ẩm thực Nguyễn Tri Phương. Trước màn ảnh của cô chú anh chị và các bạn là giáo xứ Đồng Tiến, nhà thờ Đồng Tiến thuộc quận 10. Ánh đèn lung linh rất đẹp ha. Hôm trước Tường Vũ Channel có thực hiện một cái video clip rất là cận cảnh, rất là sắc nét ở tại giáo xứ Đồng Tiến này. Và những hình ảnh thông tin vừa rồi cũng tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.